nhiệt chỉ huy hay còn gọi là hạ thân nhiệt chủ động là phương pháp sử dụng các kỹ thuật làm lạnh để kiểm soát thân nhiệt người bệnh một cách chủ động. Nhiệt độ cơ thể người bệnh sẽ xuống dưới mức nhiệt độ sinh lý bình thường. Nhờ kỹ thuật mới này mà trung tâm đột quỵ đã cấp cứu thành công người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Người bệnh nữ 49 tuổi được chuyển lên từ tuyến huyện, được chẩn đoán xuất huyết màng não do vỡ phình động mạch cảnh hai bên và có chỉ định can thiệp thả coi túi phình vỡ. Tuy nhiên, người bệnh liên tục sốt cao trên 39 độ, có lúc lên đến 42 độ và khiến việc can thiệp bị trì hoãn, tỷ lệ tử vong cao. Để cứu sống người bệnh, trung tâm đột quỵ đã sử dụng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy ngoài cơ thể. Chỉ sau 2 tiếng, thân nhiệt người bệnh đã giảm. Sau thời gian kiểm soát được thân nhiệt, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp thành công cho người bệnh. Nếu chỉ sử dụng cái biện pháp thông thường như thế thì chắc chắn chờ đợi đến lúc bệnh nhân hạ được nhiệt và khi tổn thương não nó hết, vùng dưới đồi không bị ức chế, không bị tổn thương nữa thì thân nhiệt mới điều hòa được, chúng tôi mới làm can thiệp được, thì lúc đấy sẽ quá muộn, thậm chí nó phải là một nửa tháng đến một tháng sau mới đảm bảo vấn đề đấy, thì đa phần là cái tình trạng bệnh nhân sẽ nguy kịch đi rất là nhiều. Nhưng nhờ cái máy này chúng tôi chỉ khống chế trong vòng 3-5 ngày là khống chế hoàn toàn được toàn bộ cái rối loạn thân nhiệt của người bệnh. Nếu như trước kia, kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy chỉ xuất hiện ở tuyến trung ương thì nay đã được áp dụng tại tuyến tỉnh, giúp gia tăng cơ hội cứu sống nhiều người bệnh.